khi mà chúng chơi chơi tạo sự vui vẻ và sự gắn kết của đồng đội. Cảm giác trời hè này chúng tôi đi một chuyến trải nghỉ dưỡng hay đó. Lại một phần á, gây dựng cho chúng ta được một cái đức tin bảo bổ, mà mong là khi mà chúng ta ra được khỏi cái trại này rồi đó, một năm sau chúng ta quay lại chúng ta vẫn còn vui như vậy. Rồi hết rồi.
hồn ly. Dây thánh linh bàn Chúa trời, nhiều điều lạ khi say đi rơi khắp mọi nơi.